Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập chung trang 176. Bài số 1 tính. Câu A. Đây là một cái hỗn số nhân với một cái phân số thì chúng ta sẽ đổi cái hỗn số này ra. Đổi hỗn số này ra bằng cách là ta lấy cái phần nguyên ta nhân với mẫu, ta cộng với cái tử. Đó, ta giữ nguyên cái mẫu. 1 ta nhân cho 7 là bằng 7. 7 ta cộng cho 5 là 12. Như vậy là 12 phần 7 giữ nguyên. Ta nhân cho 3 phần 4 bằng. Như vậy là 12 ta chia cho 4 nè. 12 ta chia cho 4 là được 3. Như vậy đây là còn 3. 3 x 3 là bằng 9. 9 phần 7. Câu này B thì chúng ta giữ nguyên 10 phần 11. Ta chia cái hỗn số người ta đổi ra. 1 ta nhân cho 3 là bằng 3. 3 ra cộng 1 là bằng 4. 4 phần 3. Rồi cái này chia ta nhân đảo ngược lên. Như vậy là bằng là 30 phần 44. 30 phần 44 thì chúng ta rút gọn ra. Giờ chúng ta sẽ rút gọn nó chia cho 2. Chia cho 2 nó được là 15 phần 22. Bài C. Chúng ta nhận thấy này, cái tích này và cái tích này đều có con 4,1 4,1. Đây gọi là đặt nhân tử chung. Ta đem ra ngoài là 4,1. Ta nhân ở trong này còn lại 3,57. Ta cộng cho 2,43. Đó. Rồi bằng. Và hai này chúng ta cộng lại là bao nhiêu đây? 3 với lại 7 là 10 không như 1. 5 4 9 10 không như 1. Như vậy là 3 5 vậy là 6. 4,1 ta nhân cho 6 bằng 6. 6 4 2 4. Bài D này. Hai cái này chúng ta chia nhau được 6 nhân cho 8,4 chúng ta ghi lại và trừ cho 6,8 chúng ta ghi lại. Rồi hai cái này nhân nhau. 6 nhân 4 24 viết 4 ta nhớ 2. 6 x 8 48 mới 2 là 50. Trừ cho 6,8 bằng. Giờ là 14 ta trừ cho 8 là được 6. Trả 1. Không, 10 ta trừ cho 7 còn 3 còn 4. Chúng ta qua tiếp bài số 2. Bài số 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất. Câu A. Như vậy cái này chúng ta nhân vào. Nhân vào chúng ta chú ý này. Chúng ta thấy là cộng 11 với lại 22, như vậy là 22 chúng ta sẽ tách nó ra là 11 ta nhân cho 2. Yeah. Ngay chỗ này chúng ta sẽ bằng nè. Như vậy con 21 với con số 3. 21 và số 3 như vậy là được là số 3 này là ta tách nó ra là 21 ta nhân cho 3. Nhà chỗ này là 21 chúng ta giữ nguyên này. Ta nhân 22 này chúng ta sẽ tách là 2 ta nhân cho 11 này. Rồi 68 ta lấy 68 mà ta chia cho 17 được không? Là được là 4. Ồ chỗ này hết giấy rồi. Được. Ok ráng ha. Như vậy chúng ta tới là 17 ta nhân cho 4. Dạ. Rồi ở dưới là 11 chúng ta giữ nguyên. Nhân 17 giữ nguyên. Số 3 này là bằng là 21. Ta nhân cho 3. Rồi tới đây thì chúng ta đơn giản nè. 21 trên 21 dưới là đơn giản nè. 11 trên 11 dưới nè. 17 trên 17 dưới nè. Như vậy còn là trên là 2 thì đây là 4. Dưới đây là 3. Vậy là 24 là 8, vậy là 8 phần 3. 8 phần 3. Được.
Bài B. Bài B thì chúng ta cũng tương tự vậy, chúng ta tách, chúng ta nhận thấy nè. 5 đây với 25 nè, như vậy 25 chúng ta sẽ tách là 5 nhân 5. 7 với 14 như vậy 14 thì chúng ta sẽ tách là 7 nhân 2. 13 với 26 là 26 chúng ta sẽ tách ra là 13 nhân cho 2. Và đây là 5 là chúng ta giữ nguyên này. Nhân 7 giữ nguyên này. 26 chúng ta sẽ tách là 13 ra nhân cho 2 này. Rồi dưới là 14 này chúng ta sẽ tách ra là 2 ra nhân cho 7 này. Còn cái này 13 chúng ta giữ nguyên này. 25 này chúng ta sẽ tách là 5 nhân 5 này. Rồi. Chúng ta xem. 5 đây. 5 đây đơn giản. 7 đây, 7 đây đơn giản, 13 đây, 13 đơn giản. 2 đây, 2 đây đơn giản. Như vậy ở trên này là còn 1 nha. Chúng ta chia nhau á, 5 ta chia 5 là bằng 1 chứ không phải là đơn giản như vậy là bằng 0 đâu nha. Như vậy cuối cùng là ở trên là còn con 1. Ở dưới là còn con 5. Bài số 3, một bể bao dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 22,5 m và chiều rộng là 19,2 m. Nếu bể chứa nước là 114,72 m khối nước thì mực nước trong bể lên đến 4/5 chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét? Như vậy trước tiên chúng ta đây là người ta họ cho cái thể tích của bể đang chứa nước. Đó. Như vậy là công thức là V là bằng là dài nhân rộng và nhân cho cao là bằng là 414,72. Như vậy là bây giờ chúng ta đi tìm cái cao này. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi tìm cái diện tích đáy này cái đã. Nào. Diện tích đáy bể bao. Rồi muốn tính tìm chiều cao thì ta lấy con số này ta chia cho cái diện tích này. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tính được cái chiều cao của cái mực nước. Đó, chiều cao của mực nước là đang tính là chiều cao của mực nước được không? Mà người ta yêu cầu là tính chiều cao của cái bể thì chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ chia cho 4 mà chúng ta sẽ nhân cho 5 thì ra cái chiều cao của cái bể là bao nhiêu. Rồi, lấy giấy, nào. Trước tiên chúng ta sẽ đi tính cái diện tích của đáy bể là. Bài số 3. Diện tích của đáy bể là 22,5 ta nhân cho 19,2 bằng là 432 mét vuông. Tiếp tục chúng ta sẽ tính cái chiều cao mực nước trong bể là theo công thức này nè. Chiều cao mực nước trong bể là, và ta lấy con số này 414,72 ta chia cho con số mới về tính này này 432 bằng là 1,2 mấy. Rồi chiều cao của bể là chiều cao của bể là ta lấy một ô không phải nhầm rồi nó tính nhầm rồi nháp rồi là ghi luôn vô kết quả luôn ta lấy 0,96 ta chia cho 4 và ta nhân cho 5 là đai mưa là 1,2 mét này.
đáp số. Số này chúng ta từ nhỏ chúng ta chuyển thành con số lớn, được không? Cho nên chúng ta chia 4 thành nhân cho 5. Tiếp tục chúng ta sẽ qua bài số 4. Bài số 4. Một con thuyền đi với vận tốc là 7,2 km trên 1 giờ khi nước lặng. Vận tốc của dòng nước là 1,6 km trên giờ. Câu A. Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu km? Như vậy đây là thời gian, đúng không? Và vận tốc thì chúng ta đi xuôi dòng thì chúng ta sẽ lấy cái vận tốc của nước yên lặng khi yên lặng và cộng với vận tốc của dòng nước. Như vậy chúng ta ra được cái phần vận tốc có thời gian, chúng ta sẽ tính tính được quãng đường. Đó là câu A. Câu B. Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như xuôi dòng là 3,5 giờ? Như vậy chúng ta tính cái quãng đường ở trên này thì chúng ta lấy xuống đây. Ví dụ như tính trên này chẳng hạn như được 50 thì chúng ta là 50. Đó. Rồi như vậy dưới này là chúng ta sẽ có được cái quãng đường. Rồi, chúng ta tính cái vận tốc của khi ngược dòng. Vận tốc của ngược dòng thì ta lấy cái vận tốc này ta trừ cho cái vận tốc của dòng nước. Rồi chúng ta có vận tốc, chúng ta có quãng đường, chúng ta tính được cái thời gian. À. Trước tiên chúng ta sẽ đi tính cái vận tốc thuyền khi xuôi dòng là bài số 4. Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng là vận tốc của thuyền là 7,2 ta cộng với vận tốc của dòng nước là 1,6, như vậy là 8,8 km trên giờ. Rồi như vậy có vận tốc, có thời gian, chúng ta tính được quãng đường. Quãng đường đi được khi xuôi dòng là 8 bằng V ta nhân cho T. V là 8,8, ta nhân cho T là 3,5, được là 30,8 km. Rồi chúng ta vận dụng cái 30,8 km này chúng ta xuống câu B. Rồi. Như vậy là thế này, xuống đây tôi có quãng đường rồi. Bây giờ chúng ta tính vận tốc. Vận tốc thì chúng ta lấy cái 7,2 ra trừ cho 1,6, tại vì ngược dòng chúng ta trừ vận tốc ra. Xuôi là cộng nha. Xuôi là cộng mà ngược là trừ. Vận tốc của thuyền khi ngược dòng là 7,2 ta trừ cho 1,6, 12 ta trừ cho 6 bằng 6, 5,6 km trên giờ. Rồi có vận tốc, có quãng đường ở trên, nên là tính được cái thời gian. Thời gian thuyền
đi ngược dòng là T là bằng x ta chia cho V. X là quãng đường là 30,8, ta chia cho vận tốc là 5,6 bằng là 5,5 giờ. À, ta đổi ra là được là 5 giờ 30 phút. Đáp số câu A 30,8 km. Câu B 5 giờ 30 phút. 0,5 giờ à, 0,5 ta nhân cho 60 là 30 phút. Tiếp tục chúng ta sẽ qua bài số 5. Bài số 5 tìm x. 8,75 ta nhân x cộng cho 1,25 ta nhân x là bằng 20. Như vậy chúng ta đã thấy này, đây là cụm tích và cụm tích này chúng ta có x giống nhau. Chúng ta đặt x ra ngoài. Đó, x ra ngoài. Như vậy x ra ngoài là còn là 8,75 ta cộng cho 1,25 à, nhân cho x bằng 20. Đó. Đây gọi là đặt nhân tử chung mà lên lớp 6 chúng ta sẽ học à, học cái tay vậy thôi. Chứ còn cái phương pháp là đây chúng ta đã làm như vậy đâu. Được. Chúng ta đã tiếp cận rồi, nhưng mà cái tay đặt nhân tử chung có vẻ nó hơi lạ lạ. Đấy. Rồi hai cái này chúng ta cộng lại với nhau. 5 5 10 không như 1, 7 với lại 9, 7 với lại 2 9 với 1 10 không như 1. Như vậy là 8 1 9 1 10. 10 ta nhân cho x bằng 20. À. Rồi tới đây. Ôi, cái này bỏ đi chứ đâu cần cái này là chi. Tới đây là muốn tìm cái thừa số chưa biết, ta lấy tích. X là bằng 20. Ta chia cho thừa số đã biết bằng 2. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.